Trong cuộc họp thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo tỉnh đã nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo đề xuất thực hiện dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đường ven biển Vũng Tàu đi Bình Châu theo quy mô 6 làn xe. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông trong dài hạn, phát huy mạnh mẽ hiệu quả kinh tế và tạo động lực thúc đẩy các dự án ven biển, phát triển kinh tế của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, ông Nguyễn Công Vinh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương cùng dự họp. Tỉnh lộ 994, đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu với điểm đầu giao tuyến đường 991B, thị xã Phú Mỹ và điểm cuối tuyến giao quốc lộ 55, huyện Xuyên Mộc có tổng chiều dài gần 78 km. Hiện tuyến tỉnh lộ 994 đang thi công đoạn từ Long Sơn đi Cái Mép với chiều dài 3,72 km, đoạn từ cầu Cửa Lấp tới ngã ba Lò Vôi, huyện Long Điền dài hơn 3 km. Riêng đoạn đường ven núi Minh Đạm, đoạn từ khu du lịch Thùy Dương đến ngã ba Long Phù có chiều dài 5,57 km đang giải phóng mặt bằng. Đoạn từ tỉnh lộ 997 đến cuối tuyến là quốc lộ 55 dài 33,53 km, quy mô mặt cắt ngang 28m đã được tỉnh phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện. Sở Giao thông Vận tải đề xuất mở rộng mặt cắt ngang đoạn đường này lên 42m, quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư nâng cấp toàn tuyến khoảng 7.150 tỷ đồng và phân kỳ đầu tư theo hai phương án. Sau khi nghe ý kiến đóng góp tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất phương án đề xuất nâng cấp tuyến kết nối đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu đối với những đoạn chưa thi công với mặt cắt ngang lên 42m. Đồng thời yêu cầu nắn lại các đoạn cong trên tuyến đường để các phương tiện lưu thông được thuận tiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương mở rộng đường ven biển Vũng Tàu đi Bình Châu trình Ủy ban nhân dân tỉnh và tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất.